Sáng 25 tháng 6, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 575 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, thông suốt, vững chắc. Chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bám sát nhiệm vụ đạt kết quả tốt, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ từng bước được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể cấp ủy chỉ huy các cấp trong 6 tháng đầu năm, yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn của cấp trên, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tập trung triển khai hệ thống thông tin liên lạc tại sở chỉ huy thường xuyên quân khu theo kế hoạch, sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ diễn tập, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.